Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Thưa quý vị và các bạn, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất Hưng Yên thời nào cũng có những hào kiệt, danh nhân. Trong lĩnh vực quân sự, có một danh tướng được lịch sử đánh giá là một trong những nhân vật lịch sử kiệt xuất, giỏi nhất thời nhà Trần, văn võ song toàn, đánh đâu thắng đấy khiến quân Mông Nguyên khiếp sợ. Đó là tướng quân Phạm Ngũ Lão, quê ở làng Phụ Ủng, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi. Trong video này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý. Phạm Ngũ Lão là ai? Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt trở thành con rể Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Phạm Ngũ Lão hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Sau đây là nội dung chi tiết. Phạm Ngũ Lão là ai? Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là danh tướng nhà Trần, có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người được xem là vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự phong kiến Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên ở làng Phụ Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc làng Phụ Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo sách Tông Phả Kỳ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn, dẫn theo gia phả họ Phạm, ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hoạt thời nhà Đinh. Ông cùng tuổi với thượng tướng Trần Nhật Duật, hoàng tử thứ 6 của vua Trần Thái Tông, chú ruột vua Trần Nhân Tông. Phạm Ngũ Lão là người thông minh, văn võ toàn tài, có chi lớn và đạo đức cao, nên dù xuất thân bình dân nhưng đã trở thành điện úy thượng tướng quân, uy danh đức vọng rất lớn. Sánh ngang với Hưng Đạo Vương, cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Ngũ Lão trở thành huyền thoại lớn của lịch sử dân tộc, minh chứng cho tư tưởng và nghệ thuật quân sự nhân dân dưới thời Trần. Với tài năng xuất chúng, dù không phải vương hầu nhưng đều được các triều vua Trần nể trọng. Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt trở thành con rể của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Ngũ Lão là một người khá nổi tiếng vì có chí khí khác thường. Ở làng có người tên Bùi Công Tiến, Đỗ Tiến Sĩ, có tổ chức ăn khao, cả dân làng kéo đến, nhưng chỉ riêng Phạm Ngũ Lão không tới. Thấy vậy, người mẹ hỏi, sao không đến? Thì Phạm Ngũ Lão thưa, chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ với non sông mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta nhục lắm. Cùng thời gian đó, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng kiệt xuất của triều Trần, đưa quân đi tập trận, có đi qua làng Phụ Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi, tiếng thét tránh đường vang lên ồn ào, nhưng Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi đan sọt bên đường như không biết. Một người lính bực tức đã lấy giáo đâm vào đùi, nhưng ông cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Trần Hưng Đạo thấy lạ nên đã đến trước mặt chàng trai cất tiếng hỏi, người quê ở đâu, bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế? Lập tức Phạm Ngũ Lão ngước lên thấy vị tướng dáng vẻ uy nghi nhưng vẫn thấy được sự hiền từ, liền kính cẩn thưa, thưa đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phụ Ủng, châu Thượng Hồng, nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết có quân của đức ông đi qua, xin đức ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo đã sai người lấy thuốc đắp vết thương rồi hỏi dò việc có quan tâm đến quân sự Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt không. Phạm Ngũ Lão thưa rằng, thần tuy ở nơi thôn dã, song cũng biết giặc Nguyên Mông lăm le tiến vào, nên đã cùng với trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ đầu quân. Khi hỏi về binh thư, Phạm Ngũ Lão trả lời rành rọt về cách dùng binh. Binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, liền chiêu mộ Ngũ Lão, người có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về vạn kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, ngươi thấy thế nào? Phạm Ngũ Lão vui mừng, song không đồng ý ngay mà xin phép về thưa với mẹ, khiến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xúc động vô cùng. Một thời gian sau, Phạm Ngũ Lão tới quân doanh của Hưng Đạo Vương huấn luyện quân sĩ. Sau ông còn được Hưng Đạo Vương gả con gái Anh Nguyên cho. Đây là điều hiếm xảy ra trong vương triều nhà Trần. Phạm Ngũ Lão hai lần thắng giặc Nguyên Mông, được Hưng Đạo Vương rèn cặp. Phạm Ngũ Lão trưởng thành, phát huy được những sở trường để trở thành vị tướng tài năng kiệt xuất, lập được nhiều chiến công hiển hách. Tiêu biểu nhất là hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Năm 1285, khi giặc Nguyên Mông xâm lược Đại Việt lần hai, Phạm Ngũ Lão đang giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, trấn giữ vùng Ải Bắc, đem quân phối hợp với quân của Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, đánh cho giặc bại ở Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương, chém đầu tòa đô và khiến cho tướng giặc là Thoát Hoan phải bạt vía. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, 1287,
Phạm Ngũ Lão được giao nhiệm vụ chặn đánh giặc ở ải Nội Bàng để tiêu diệt quân đội địch do Thoát Hoan cầm đầu trên đường rút chạy. Tướng Thoát Hoan ham sống sợ chết, liền tìm cách đẩy quân đi đối đầu với Phạm Ngũ Lão, còn hắn thì thoát thân bằng hướng khác. Phạm Ngũ Lão biết được điều đó, liền chia quân mai phục hết các ngả đường. Quân của Thoát Hoan bị đánh úp bất ngờ, đi đến đâu cũng đều gặp phải phục binh của quân Đại Việt và tiêu diệt gần hết. Thoát Hoan phải trà trộn vào đám tản quân thì mới thoát thân về nước và không dám đặt chân lên đất Đại Việt. Cuộc chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc, Phạm Ngũ Lão liên tục được thăng chức. Năm 1290, được vua Trần Nhân Tông giao cho quản lĩnh quân Thánh Dực. Năm 1294, lập công lớn khi đánh Ai Lao, được ban Kim Phủ, tức binh phù bằng vàng. Năm 1297, Phạm Ngũ Lão lại lập công lớn khi đánh giặc Ai Lao, được ban Vân Phủ, tức binh phù có khắc chạm hình mây. Năm 1298, được phong làm Kim Ngô Hữu Vệ Đại Tướng Quân. Năm 1301, được phong làm Thân Vệ Đại Tướng Quân và được ban Quy Phủ, tức binh phủ có chạm hình rùa. Những năm sau đó, ông được triều đình tin tưởng giao chỉ huy nhiều trận đánh. Ông nhiều lần dẫn quân trừng phạt sự xâm chiếm của Ai Lao và Chiêm Thành. Trận đánh nào, Phạm Ngũ Lão cũng giành chiến thắng, nên được gọi là vị tướng bách chiến bách thắng. Sử gia Phan Huy Chú trong lịch triều hiến chương loại trí, phần ghi chép và bàn bạc về các vị tướng tài giỏi đã tôn vinh 16 vị tướng từ thời Lý tới thời Lê Sơ. Riêng triều Trần có 4 người là Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão là người có tài văn chương, không chỉ là danh tướng lỗi lạc trên chiến trường, Phạm Ngũ Lão còn là người có tài văn chương đích thực. Nhà sử học thời Lê Sơ, Ngô Sĩ Liên có viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Phạm Ngũ Lão là người thích đọc sách, ngâm thơ và là một người phóng khoáng, có chí làm việc lớn. Bài thơ Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão có thể xem là một trong những bài thơ đặc sắc của thơ văn đời Lý Trần, hừng hực hào khí Đông A, hào khí Đại Việt. Bài thơ được truyền tụng trong ba quân, khích lệ binh lính quyết lập chiến công, đánh thắng giặc Nguyên Mông. Ở đây, con người cá thể đã trở thành con người mang tính biểu tượng của thời đại, của đất nước, mang tầm vóc vũ trụ kỳ vĩ. Đó là một sự hòa điệu của tâm hồn và ý chí của cả một dân tộc ở thời điểm sáng chói của lịch sử. Văn chương có thể làm cho con người lớn hơn, có thể góp phần làm cho đất nước lớn hơn và bất diệt. Thuật Hoài là một bài thơ rất ngắn, nhưng tình điệu thì rất dài. Chắc sẽ chuyển mãi đến muôn sau. Nội dung như sau: Hoành sắc, giang sơn, cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ, khí thôn ngưu, nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian, thuyết vũ hầu. Dịch thơ: Múa giáo non sông mấy trải thu, ba quân như hổ nuốt trôi châu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn khi nghe chuyện vũ hầu. Cuộc đời của Phạm Ngũ Lão gắn liền với chiến trận phò tá nhà vua. Ông mất ngày 1 tháng 11 năm 1320, thọ 66 tuổi. Khi ông mất, vua Trần Minh Tông thương tiếc nghỉ chầu 5 ngày. Sau khi ông mất, vua đã ban phong cho ông là Thượng Đẳng Phúc Thần. Tại quê hương của ông, người dân xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã dựng bàn thờ ngay tại nhà cũ của ông để tưởng nhớ công lao, đóng góp của ông cho dân tộc. Ngoài ra, Phạm Ngũ Lão còn được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương, tại đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đền Phù Ủng là nơi thờ danh tướng đời Trần Phạm Ngũ Lão. Nhân dân hàng năm đã tổ chức khai hội truyền thống đền Phù Ủng vào ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Tương truyền, đây là ngày Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc. Tài năng, đức độ và công lao của Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đi vào lịch sử, được các thế hệ người dân đất Việt ghi nhớ, giữ gìn và phát huy.